ăn sập sau có cây cùng Hạ nha. Ta-da! Hạ sẽ ăn thử món này trước đi. Cơm nắm chả cá ba sao? Sao nó đặt cơm rời tới trong biển à? Cơm có vẻ hơi khô nhé. Ăn mãi không đến chỗ có chả cá. Chắc mình sẽ lấy chả cá ra ăn cho mọi người chứ ăn mãi nó không tới. Một miếng rất nhỏ. Chicken leg 38k một gói, kèm cả găng tay luôn nhá. Thơm thật. Gà rất là mềm, thơm. Sốt vừa miệng. Đùi này còn to nữa chứ. Để uống nước ạ.